Dạ xin chào bà con. Thắng ở cây giống Tâm Phúc, địa chỉ là ở ấp Sơn Quy, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mến chào cô chú. Thì ngày hôm nay là một ngày bên cây giống Tâm Phúc đang đóng để gửi cây cho bà con trên cả nước. Thì Thắng xin quay chia sẻ cô chú chúng ta về một số giống cây trồng ha. Thì là ở huyện trung tâm cây giống quốc gia Chợ Lách thì giống cây trồng gần như là đầy đủ nên đóng rất là nhiều mặt hàng. Như quay sương sương cho bà con ta xem. Đây là có cây sầu riêng Moxikin của Malai, một giống cũng đang hot trên thị trường ha. Rồi táo Thái. Táo Thái thì cây cho trái rất là nhanh. Nó nhỏ nhỏ như vậy đã có trái rồi. Nhưng mà cô chú chúng ta muốn cái cây mà nó đỡ mất sức á thì nhỏ nhỏ vậy mình hái mình bỏ trái đi. Lớn lớn hãy để. Nhãn tím, bòn bon, nho thân gỗ, lựu đỏ, sồi ngọc vân của Đài Loan, sồi đỏ ha, bưởi gubi của Thái Lan, nhiều giống mà con. Đây thì có ổi Đài Loan, một giống ổi trái rất là nhanh và sớm, trái nhiều, nhưng mà cái phần hộp nó cũng nhiều ha. Bơ sáp lùng, na hoàng hậu, na thái, đầy đủ, nhãn xuồng vàng, vú sữa hoàng kim, cây ghép, ổi cẩm thạch. Ở đây thì có bồng bông thái nè. Giống bồng bông thái con thấy trên mạng á, một số cơ sở không uy tín quay đưa cô chú xem á là cây bơ với lại cây dâu nha. Cây bồng bông là như vậy, cái thân nó không phải quá lớn cỡ con út thôi nhưng mà nó sẽ khác nha, chứ không giống như những cái cây mà trên mạng đưa cô chúng ta xem. Giá thì nó thấp nhưng mà nó không phải là cây bồng bông. Mình chia sẻ cô chú luôn. Đây có lựu ha, có nho. Ở đây là nho kẹo của chú, nho kẹo trái tròn tròn nhỏ dễ thương, lựu đỏ, sồi các loại, mận, măng cục Thái có, măng cục thường có, vú sữa mica, bưởi. Thì bên Thắng trước khi gửi cây đến cho bà con trên cả nước đó, thì sẽ soạn đơn ha, bấm tem rồi gói hàng. Đây cô chú, trước khi đi thì cây được dán bầu như thế này và bấm tem tên giống. Trên đây thì có tên giống cây ha, có cái thì không có tên, có cái thì có, tùy giống. Có mã QR của bên cây giống Tâm Phúc, rồi sau đó đóng thành phẩm gửi đến cô chú chúng ta. Đóng như thế này nha bà con. Sau khi đóng xong thì sẽ cân ký luôn, bên nhà vận chuyển vô chỉ lên đã nhận đơn rồi gửi đến bà con chúng ta thôi. Đóng thành phẩm ra như thế này á, tùy yêu cầu đơn hàng. Nếu bà con không yêu cầu đóng thùng xốp á, đây là thùng xốp nha, nhưng bà con phải hỗ trợ giúp bên cây giống Tâm Phúc tiền này. Tại vì một cái thùng mới như thế này á, giá dao động từ 45.000 tới 75. Bên cây giống Tâm Phúc là đóng thùng mới hoàn toàn 100%, không đóng thùng cũ nữa. Rút kinh nghiệm rồi cô chú, nó bị bể, thùng cũ đi nó bị bể. Còn không thì sẽ đóng bằng giấy cắt tông như thế này ha, cho bà con. Đây là những đơn hàng mà gửi lẻ toàn quốc. Thắng xin nhắc lại cô chú là bên cây giống Tâm Phúc là đơn hàng đi một cây cũng gửi, nhưng tùy vào giá trị cái cây đó. Nếu mà giá trị cái cây quá thấp, thấp hơn trả tiền cước nữa thì sẽ không gửi ha. Đó thì cô chú chúng ta cứ đặt hàng qua số điện thoại trên màn hình. Số đầu tiên sẽ gặp Thắng, số thứ hai gặp bạn Thảo Vi. Hai số này đều có Zalo. Còn cần đến trực tiếp địa chỉ nhà thì trên màn hình luôn ạ. Hoặc cô chú có thể vào Google, mình đánh địa chỉ vào trong điện thoại á, mình tìm mình chạy tới nhà. Cảm ơn cô chú ha. Mình có nhu cầu về cây giống tốt, chất lượng, tin tưởng, ủng hộ cây giống Tâm Phúc. Thắng cảm ơn bà con, cô chú một lần nữa ạ.